Mới đây, công an phát hiện 9 bộ xương người trong vườn và nhà của một người phụ nữ ở Tây Ninh. Vụ việc này đang nhận được sự chú ý rất lớn từ dư luận. Theo nguồn tin của phóng viên Vietnamnet cho biết, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh giám định 9 bộ xương người được phát hiện trong nhà của một người dân thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, anh Đinh Văn Phong, ngụ xã Phước Thạnh, đi ra phía sau vườn cao su thì phát hiện 2 bộ xương cốt người nên trình báo công an. Quá trình khám nghiệm, công an phát hiện thêm 7 bộ xương cốt khác trong nhà của bà Cao Thị Cẩm Vân, sinh năm 1957, ngụ tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, là cô của anh Phong. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vân khai nhận số xương này được chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng đã chết do bệnh vào năm 2019, mua từ tỉnh Đắk Lắk về để bán lại cho người khác. Bà Vân cho hay bà không biết ông Xưởng mua của ai và giá bao nhiêu. Đầu năm 2019, ông Xưởng bệnh nặng. Trước khi chết, ông cho biết đã để lại 2 bộ xương cốt trong hồ nước. Hồ do gia đình ông Xưởng xây để chứa nước sử dụng, nhưng hiện nay không còn chứa nước. Nếu có người mua thì bán. Theo lời khai của bà Vân, sau khi chồng chết, bà đã đem 2 bộ xương cốt vứt xuống ao cạn phía sau nhà gần vườn cao su là hồ nuôi ba ba bỏ không của nhà anh Phong. Về 7 bộ xương cốt được phát hiện sau này, bà Vân nói không biết gì cả. Cùng làm việc với công an, ông Huỳnh Xuân Hát, sinh năm 1980, ngụ tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông hay đến nhà ông Xưởng thì thấy ông Xưởng hay lấy xương và sọ người ra giao dịch với một người phụ nữ nhưng không bán được nên lại mang bỏ lại vào hồ nước. Hiện toàn bộ số xương này đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.